Xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình có mua cái gói hàng ở trên Shopee. Một cái rờ le công suất cao 12V DC 200A. Cái giá trị nó có 86.000 mà nó ship về Việt Nam là khoảng 17.000, về Việt Nam có 103.000. Mình mua ở trên Shopee khoảng 10 ngày người ta giao tới nhà. Thì cái để mình kiểm tra xem, quay cho anh em xem coi cái chất lượng của nó như thế nào, rồi nghiên cứu phục vụ cho cái công việc khám phá kỹ thuật của mình, thích mua và sưu tầm khám phá. Để mình khui ra nha. Rồi. Cái le 200A thì nó cái này điện DC 12V, nó phục vụ cho mình rất là nhiều người chứ. Tải dòng lớn. Đây. Mình bỏ cái bàn xuống. Rồi. Rất là bự. Em lấy ra đi. Ngầu à. Trời ơi, ngầu lắm. Wow. Hàng này bây giờ dùng cái chìa khóa mới mở được á, hai ngóc để dặn dây nè, đó 12V 200A, nhìn rất là chắc, bụng cái này chắc cái rộng khoảng 4 phần à, 4 phần vuông á, này có cái chỗ để mình bắt lên cái tủ hay cái tủ điện hay cái chỗ cố định lại nè, quá ngon, nhìn thì rất là chắc chắn. Này là nếu mà chắc mình dùng để đóng cho những cái hệ thống điện mà hiện thấy dòng DC mà dòng lớn đó, nó dùng trong mấy dòng trong xe hơi thì kia lúc người ta để người ta gắn vô mấy cái rờ phụ, mấy cái kèn quá đó, mình mua về để mình đóng vô cái dàn điện của mình thôi, điện mặt trời của mình thôi, nhìn chắc lắm, bự lắm, rất là xứng đáng để mua. Dù mình chưa có thử cái biết cái độ bền như thế nào nhưng mà cái thiết kế này là rất là ngon, rất là ngon. Hai ốc này là phải tháo ra dặn đúc cái đầu cót vô nữa, dặn lại rồi quá chắc luôn. Rồi cảm ơn anh em nhiều nha. Rồi anh em coi nghiên cứu thì có thể mình mua được xứng đáng lắm. Rồi.